cái chú siêu mà chú nó hay bị cướp à. Tức là trong đây vắng đó là nó hay kêu khách vô cái nó chiếc người ta nó lấy xe à, nhất là xe ba gác xích lô đó, ngày xưa xích lô mất tiền đó, một chiếc xích lô chú sẽ sắm cả một hai cây vàng, một hai cây vàng xích lô á. Mà cái xích lô ngày xưa nhiều kỷ niệm lắm nha. Tôi sống từ đó chắc không biết. Chà hồi còn là này thì xích lô. Xích lô đó. Xích lô với xe lam không à? Xích lô xe lam mà à. Nói xe lam đó thì cái anh cao gấp hơn là đi xe lam và anh kế nữa đi xích lô. Nhưng mà cái xích lô đó chú nghèo chú đâu mua được xích lô, chú chỉ mướn chạy thôi. Dạ. Như ngày đó chú mướn chú chạy nhiều tiền đó vậy thôi chứ còn đâu có không mua nổi. Mất tiền lắm. Nó kêu lên đây nó giết người ta vậy. Anh xưa ở đây chết dữ lắm, bây giờ bởi vậy nên nói ai mà kêu xe ôm lên mình cũng hoàn đâu đâu có dám đi, ta sợ. Có người là tội lợi thọt lét nữa đó, mà tôi xưa giờ tôi luôn mới sợ, nhưng mà từ khi mà nó thọt lét nó tự nhiên tôi cũng sợ luôn. Giờ không còn mã mà lại sợ, giờ tôi mà đi mình vô đó tôi cũng sợ, nhưng mà ngày xưa đó là tôi cũng sợ, tại vì người ta quá nhiều, đông người ta. Ngày nào cũng có người lên thăm mộ á. Lâu lâu là người ta đi cúng tiết thực đó. Khi cúng á, giống là người ta bu lại để mà ta hưởng á, sao đó theo mình nghĩ vậy. Thì người ta chưa vô được, ta còn đi vòng vòng ngoài đó. Lại con gái tôi nó là nó chọc lấy con gái tôi. Gái tôi từ đó tới giờ hết dám lên. Thì hiện tại mình đang đứng ở một trong cái khu cũng là của một cái nghĩa trang của Bình Hưng Hòa là mọi người. Sắp tới thì cái khu này cũng đã giải tỏa rồi. Thì mình cũng muốn tới đây để tìm một chút xíu gì gọi là cái chuyện tâm linh ở đây là vốn gì có thật hay không và còn hay không. Có một số chỗ người ta cũng đã lấy dần rồi, có khu này là vẫn còn là mọi người. À cô chào cô. Cô chăm sóc ở đây hả cô? À, nãy con thấy có cái bình xe ba, chiếc xe ba bánh với cái sơn. Ủa, con nghe nói là cái khu này sắp giải tỏa rồi hả cô hả? À. Mình chăm sóc ở đây lâu chưa vậy cô? Lâu rồi. Cô chăm sóc ở đây lâu hả? Cô không sợ hả? Không, có gì đâu sợ. Mình đúng khóa một khóa mà, ta đâu sợ. À. Mình chỉ làm cho người ta xong, người ta đổ mình không? Dạ. Cũng gần Tết rồi cô ha, gần Tết là mình chăm sóc để cho thân nhân ta tới thăm ha. Sắp xé. Dạ. Cái đây là cô quản hết luôn hay là còn ai nữa không cô? Mấy người lần hả? Cô là dân ở đây luôn hay là ở đâu vậy cô? Ở đây luôn. Ở đây luôn. Dạ. Thấy cô dạng lắm, một mình chưa nắng, bây giờ cũng 11, 12 giờ chưa nha. Và đúng trong kia lao chùi mình. Làm hai giờ không biết mấy giờ nữa. Làm hai mới làm rồi. Dạ. Chưa ăn cơm luôn hả cô? Chưa. Sáng giờ có ăn gì đâu, uống cà phê tới giờ luôn đó. Trời, giỏi vậy ta. Cô năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay nữa 60. Tháng nữa được 60. À, vậy là tháng nữa sắp tới sinh nhật cô rồi. À. Trời ơi, 12 giờ mấy. Dạ, yeah. 12 giờ mấy luôn hả cô? 12 giờ 15, 11 phút. Ồ. Có cây này trồng ở đây lâu chưa hả cô ha? Mấy năm à? Có thấy năm. À, có thấy tàn da bự vậy. Nhìn giống như là muốn cô thụ luôn. Cái này gọi là bồ đề hả cô ha? Ừ. Ủa cô ơi, cho con hỏi, cô làm gì đó giờ cô có thấy câu chuyện tâm linh hay gì không cô? Hay cô tin về cái đó không? Tin chứ. Tại vì mình nhẹ dí mình đi mình đụng ta chứ, người ta đâu có nhát mình đâu. À. Mình đâu có phá một phá mà. Đúng rồi, cô thấy là nhiều người ta châm mồ người ta cũng nói là chỉ có giác giá bên ngoài thôi, còn những người nào ấy là hầu như ta đi phù hộ thôi chứ không có coi. Giờ lâu giờ cô thấy cái trường hợp nào chưa cô? Lâu giờ cô thấy trường hợp nào mà đi chạm người ta chưa? Chạm thì không có chạm, mà nếu đi em đi nhiều khi nhẹ chứ thấy người ta thôi. À, thấy luôn hả cô? À, không có thấy, mà thấy mấy cục lửa người ta thôi. À. Rồi cô có bỏ chạy không? Không, có gì đâu. Mình ấy mình sợ, mình cháy người ta có gì đâu. À, là ở trong đây luôn hả cô? Mấy giờ là mình bắt đầu mà mình làm mà cô đi đêm cô? Hả? Mấy giờ mình bắt đầu mình vô đây làm mà đi đêm cô? Mấy giờ? 7 giờ sáng hả? Làm tới giờ luôn. À. Có khi nào mình làm tối không cô? Có chứ, bữa làm 6 giờ tối. À. Tối dạ.
Ở đây là một cái cô là chăm sóc trong đây mọi người cũng đã lâu rồi. Thì cô kêu là cũng đã thấy những câu chuyện tâm linh ở đây, nhưng mà chỉ là thấy những cục lửa này nọ thôi, chứ cũng không có cái gì gọi là ấy. Thì mình cũng công nhận là những người trong đây rất là dạng mọi người, rất là dạng nha. Thì nếu bình thường vô đây thì không ai dám cai gian vô đây vào buổi trưa hay là kể cả buổi tối, chiều tối đâu mọi người. Nhưng mà những người chăm sóc ở đây người ta là gần như là ở hàng ngày luôn. Phải nói là hàng ngày luôn mọi người. Ủa cái này là cô đẩy hả cô? Cô đẩy nguyên cái thùng này luôn hả cô? Đó. Ở đây có cái khu mộ nào mà được cho mà linh thiêng nhất không cô hả? Hay gọi là người ta hay nói tới không ha? Linh thì chỗ nào cũng linh hết á. Dạ. Giờ chỗ, thí dụ chỗ có hai ba người vậy đó. À. Linh thì chỗ nào cũng linh. Nhưng mà kiểu như đó, linh hết thì em có, cái linh một ba người thì có. Dạ. Cô còn lâu ở đây nữa hả cô? Cô không đi ăn cơm à? Về ăn cơm chứ. Dạ. Về ăn cơm á, buồn quá nè. Trễ rồi. Mà để đây người ta có lấy không cô? Lấy chứ. Có hả? Có. Buồn các bạn lấy chứ. Cái thùng không mà cũng lấy nữa hả? Lấy á. Ôi. Giờ phải đem gì hết? Con này để lại không sợ mất hả? Để đó. Vậy lấy nước xuống liền rồi mất nha. À. Cô về ăn cơm nha. Dù cô đi xe đạp cô đẩy hả? Đừng nói là Vinh xe đạp rồi bỏ lên trên nha. Đây nha, xót nước rồi nó uống chung cho nó không được. Đây là xe ke. Đây đây con bưng lên cho cô. Cô bưng nổi không? Đây đây con giúp cô bưng lên. Nằm xuống. Cái gì vậy? Dựng dựng lại hay sao? Rồi, vậy là đẩy tạm đó cô ha. Ừ, đẩy đỡ thôi, đẩy dạ. Giải tới nhà rồi. Dạ. À, sáng là chạy vô, chưa chạy về, giờ lát phải chạy ra lại. Thôi đẩy ra, đẩy nước ra xong đẩy xe đạp ra xong. Dạ. Đẩy nước ra bỏ đây xong đẩy xe đạp. Dạ. Đẩy xe đạp đây đi mua cà phê đồ uống chứ không có xe lấy gì mua. Dạ. Nhưng mà thấy cây này lạ mọi người. Đây. Ờ, đây là một cái cây giống như là cây bồ đề thường trồng ngay cái chùa nha mọi người nha. Nhưng mà thấy mình thấy đóng một cái cây trong đây nè. Đóng một cái cây sắt trong đây. À, cây này giống như cây đục đó mọi người, nhưng mà người ta đóng vào đây. Mình nghĩ chắc có cái gì đó, thường là mấy cây mà để mà đóng sắt vô là kỳ mai kỳ đó. Thì tới đây là cũng công sức đi rất là nhiều, mình sáng giờ mình đi rất là nhiều mọi người. Nhưng mà cũng khó tìm được cái người nào mà để tìm những câu chuyện tâm linh hay cho mọi người nghe. Thực tình thì mình có nghe truyền miệng rất là nhiều mọi người. Là cái chỗ khu vực này, khu vực nọ là có rất nhiều ma hay là những câu chuyện tâm linh theo mình coi trên báo đài hay là những cái kênh khác. Nhưng mà hầu như là mình tới là mình thấy là không có thấy người không biết là những người người ta thấy người ta có sợ mang tai mang tiếng khi kể những câu chuyện tâm linh hay không. Nhưng mà khi mình tới thì người ta chỉ nói có thấy hay là chỉ gặp một cục lửa hay một cục lửa rất là nhiều. Nhưng mà chưa ai thấy trường hợp có ma. Như mình đang đứng đây là bây giờ hiện tại là mình đang đứng khoảng hơn 12 giờ trưa. Nơi đây mình đứng là một cái khu, một cái cây gọi là cây này giống như cây bồ đề mọi người, rất là bự. Và trên cây bồ đề thì có gắn một cái cọc sắt, mọi người thấy không? Đây, có gắn một cái cọc sắt trong đây. Và mình là có một cái trang để thờ ông địa, thần tài và những người giống như cai quản ở đây. Thì đây hiện tại là lúc là hơn 12 giờ trưa một xíu mọi người nha. Nhưng mà mình thấy là cũng bình thường, cũng không có gì. Thì không phải lúc nào cũng có chuyện đó. Để coi hay để kể mọi người, thì đi tới chỗ nào mình cảm thấy được thì mình sẽ kể hay gì đó cho mọi người nghe. Hay là có những câu chuyện nào đó, chứ không phải là dễ để đi tới kiếm này nọ đâu. Mình như nhiều kênh khác đi thấy kiếm rất là nhiều. Nhưng mà khi mình tới thì mọi chuyện nó lại hỏi người ta lại không có dám nói mọi người. Nên tiếc là gì không biết là có lẽ là cái cách mình ăn nói hay hỏi chuyện người ta nó không có duyên hay sao á. Thì hiện tại mình đang đứng luôn á, đây là cái trong chính giữa nghĩa trang của Bình Hưng Hòa luôn mọi người. Ở Bình Hưng Hòa. Và một cái cây rất là bự. Thì thường thì cũng rất là hay, thì đó có một hai trường hợp thì mình thấy có lá phía trên mọi người. Thì
camera mình không thể nào lấy cận cảnh được cho mọi người thấy. Nhưng mà khi có gió thì lá này sẽ bay à, thì nó bình thường mọi người. Nhưng mà khi im gió là có những cái lá nó vẫn bay rất là hay. Khi im gió là có những lá nó vẫn rung rinh rất là hay luôn. Thì cái trường hợp đó thì không biết có phải là có liên quan đến tâm linh hay không. Nhưng mà mình hiện tại đang đứng chính giữa đây thì mình cũng cảm giác thì nó cũng hơi vắng vắng xíu thôi, chứ không có gì. Thì để mình coi đi một số trường hợp khác thử coi thử có không mọi người nha. Còn có thì chắc kết thúc video tại đây luôn quá. Người ta nói rất là nhiều nhưng mà khi mình tới thì mọi chuyện nó không giống như mình nghĩ luôn. Thì mình nghe nói là những khu vực trong đây á, phải nói rất là linh thiêng luôn á. Ai vô đây cũng sợ, rất là sợ. Nhưng mà mình đang vào trong đây là gần như là ấy mọi người, không thấy ai hết. Chưa nắng ở ngoài thì xe chạy cũng khá nhiều, nhưng mà vô đây thì rất là vắng vẻ. Cây cối tùm mọi người nha. Cái này có lẽ ban đêm vô mới ớn nè. Cái bằng này thì không nói gì chứ ban đêm vô chắc là phải ớn mọi người. Bên kia là có một cái cây rất là lớn, cũng là giống như cây bồ đề luôn, và có một cái tượng của vị Đại Vương Bồ Tát. Đó mọi người thấy không? Và hiện tại thì mình đang đứng ở một cái cây bồ đề rất là lớn đối diện với bên Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đây mọi người, cũng như con đường mình đi nè. Đó, bên kia Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có cả những khu mộ rất là lạ. Một cái tiếng gì kêu kỳ ta. Ở đây có khu mộ rất là hay mọi người. Ở đây là cái khu mộ của một người cũng khá lâu rồi, nhưng mà ai chơi kỳ quá mọi người, kêu quá. Sinh năm 1915 là hơn 100 năm rồi. Tài vụ bản Hà Nam, nguyên hội trưởng sáng lập hội vụ bản tướng và kiến tạo nghĩa trang. Thì chắc là cái người này sáng tạo ra cái khu ở đây mọi người, nhưng mà từng khu nha. Nhưng mà ông hiểu sao mọi người thấy không? Tự nhiên cái tấm hình của ông là lại có một vết máu đây. Lạ không mọi người? Đây. Thấy lạ chứ? Tự nhiên cái tấm hình của ông lại có một chút xíu máu ở đây. Ở đây là mộ phần sinh của ông Trần Đình Phát. Thì ông sinh năm 1915 là cách đây hơn trăm mấy chục năm rồi, nhưng mà ông mất thì chắc cũng để coi mất bao nhiêu năm nha. Thì ông mất năm 1982, cách đây cũng ba mấy năm mọi người. Thì ở đây là mình thấy có khu này là thấy hơi ớn nè, có cái cây rồi rất là bự nha. Ở đây là có một ngôi tháp xếp thành gom, và bên kia có một cái chỗ rất là lạ. Thì ở đây là mình vừa chạy ra cái hội trang hội vụ bản tương tế mọi người. Thì tại vì mình đang quay đó mình vừa ra, tại vì mình gặp mấy cái đối tượng phải nói là rất là khả nghi về chợ kiếm và trộm cướp mọi người. Tại đi một mình vắng thì đôi lúc là mình cũng phải cứ kiêng hay là mình đề phòng mấy cái trường hợp này. Tổng khu này nghe nói là rất là nhiều.